Messi sẽ đá trận cuối cùng cho Inter Miami, Mỹ. Thưa quý vị, mới đây, sau trận hòa 1-1 trước Chalot, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Inter Miami đã có những phát biểu đáng chú ý trước truyền thông. Huấn luyện viên Tata Martino khẳng định đội bóng đang xem xét tình hình cụ thể của Messi trước khi đưa ra quyết định điền tên siêu sao 36 tuổi này vào danh sách thi đấu trận cuối cùng của mùa giải 2023. Trận đấu với chính câu lạc bộ Chalot vào chủ nhật tới sẽ lần trận cuối cùng của Inter Miami trong mùa giải 2023 tại giải quốc nội, trước khi đội bóng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Trước đó, Messi đã chơi đủ 90 phút trận đấu giữa Argentina với Peru ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Anh đã lập một cú đúp bàn thắng, giúp đội nhà giữ vững ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu.